kể cả khi Manchester City đang ở tâm thế của một nhà vua và đúng là có muốn chê cũng chẳng chê được. Thậm chí kể cả khi họ không mua thêm ai thì với những gì Pep cùng ban lãnh đạo tạo dựng từ các mùa giải trước, đơn giản là chất lượng đội hình của Manchester City vẫn luôn on top. Tuy nhiên, các fan của họ cũng không thể không lo lắng được, nhất là khi chứng kiến sự dè dặt đến lạ thường của đội bóng trên thị trường chuyển nhượng trái ngược hoàn toàn với các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở mùa giải tới đây, đặc biệt là gã hàng xóm cùng thành phố Manchester United hay Arsenal. Với nửa xanh thành Manchester, họ trước nay không theo kiểu FC tin đồn bởi phong cách của Pep và ban lãnh đạo luôn là trực diện và nhanh gọn trên thị trường chuyển nhượng. Thông thường thì là thế, nhưng với trường hợp lần này của Gvardiol đã có đôi chút khác biệt. Nói đúng ra là đội bóng nước Anh đã phải treo đèo lội suối để có thể mang cầu thủ này về với Etihad. Không phải là câu chuyện thuyết phục Josko bởi chính anh chàng cũng đã đánh tiếng cho tham vọng được thi đấu ở giải đấu cao cấp nhất xứ sở sương mù. Nói chuyện với The Times vào tháng 2, Gvardiol lý giải về quyết định từ chối đến Anh và chọn Leipzig. Lúc ấy tôi đã có hai lời đề nghị, một từ Leeds và một từ Leipzig, cả hai đều rất hấp dẫn. Tôi không biết bạn có biết điều này không, nhưng mục tiêu trong sự nghiệp của tôi là chơi ở Premier League. Nhưng tôi biết mình cần phải có nhiều sự chuẩn bị hơn trước khi tới với Premier League và tôi chọn Leipzig, một câu lạc bộ thực sự tuyệt vời. Tôi cảm thấy tốt ở đây, điều quan trọng là tôi được chơi hầu hết mọi trận đấu. Những màn trình diễn ở Leipzig và đặc biệt ở World Cup 2022 đã thực sự là bệ phóng nâng tầm tên tuổi của Gvardiol. Đã từ lâu, Guardiola luôn bày tỏ sự thích thú với trung vệ này. Pep muốn và ban lãnh đạo The Citizen đã lấy nó về. Với kỷ nguyên đã và đang tiếp tục cùng nhau xây dựng ở City, các ông chủ Ả Rập hoàn toàn tin tưởng vào chiến dịch mà Pep vạch ra. Nhưng như đã nói ở trên, thương vụ này tốn khá nhiều công sức của ban lãnh đạo đội bóng nước Anh. Trong khi Gvardiol đã đồng ý các điều khoản cá nhân với Man City, đồng thời anh cũng bày tỏ rất muốn làm việc với huấn luyện viên Pep Guardiola, thì trở ngại về mặt giá cả khiến ban lãnh đạo hai bên không tìm được tiếng nói chung. Cũng chỉ mới cách đây hơn chục ngày thôi, chính những thay đổi trong thỏa thuận của đôi bên khiến cho nhà báo uy tín Fabrizio Romano hớ với khẩu lệnh quen thuộc Here We Go của mình. Bởi ngay sau xác nhận của kênh viết nước Ý, đích thân giám đốc Mark Enberg của Leipzig đính chính trên Sky Sports rằng sự thật là Man City có quan tâm tới Gvardiol, họ muốn sở hữu Josko ngay hè này. Nhưng vào lúc này, giữa Gvardiol và Man City vẫn còn cách một khoảng rất xa, chưa có bất cứ thỏa thuận nào giữa Man City và cầu thủ của chúng tôi cả. Cũng vào thời điểm đó, đội bóng nước Đức vừa bán thành công Szoboszlai cho Liverpool, giúp họ mang về gần 80 triệu euro. Phía Leipzig quay mặt khi muốn níu giữ trung vệ của mình. Mark Enberg nói thêm, thậm chí họ còn chưa tiến gần tới Gvardiol cơ. Thương vụ Dominik Szoboszlai tới Liverpool mang lại cho chúng tôi khoản thu lớn. Vì lẽ đó, Leipzig không thiếu tiền vào lúc này và chúng tôi mong rằng Gvardiol sẽ ở lại. Một lý do khác khiến tiến độ của thương vụ bị chậm hơn dự kiến là phía đội bóng nước Đức đã có những tính toán để tránh tự đưa mình vào thế khó trong việc kiếm người thay thế Gvardiol. Bản thân ban lãnh đạo đội bóng đã khá vất vả trong khoảng 2 tháng hè vừa qua để đi tìm cái tên thích hợp. Cũng không phải dạng vừa, The Secret Scout đưa tin phía Manchester City sẵn sàng xem xét các lựa chọn thay thế Gvardiol nếu Leipzig vẫn cứ khăng khăng giữ giá. Thời điểm ấy, đội bóng nước Đức yêu cầu 86 triệu bảng cho Gvardiol. Phía Man City cũng đáp ứng con số này, tuy nhiên họ sẽ thanh toán với hình thức trả trước 77 triệu bảng, 9 triệu bảng còn lại thuộc phần phụ phí. Nhưng ban lãnh đạo Leipzig lại không chấp thuận vì cho rằng khoảng 9 triệu bảng kia rất khó đạt được. Thêm một lý do khác khiến thương vụ này ngưng trệ là vào thời điểm khi hai câu lạc bộ đã hoàn tất những thủ tục cơ bản thì Dinamo Zagreb bất ngờ xuất hiện. Thông tin thêm là Dinamo Zagreb nhảy vào và muốn chia phần bởi những ràng buộc trước đây của Gvardiol và đội bóng cũ. Theo đó, phía Dinamo sẽ nhận được khoảng 20% giá trị chuyển nhượng. Điều này đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến những thỏa thuận ban đầu của cả hai câu lạc bộ. Phía Man City sẽ buộc phải cân đo đong đếm lại làm sao cho hợp lý khi 20% trong thương vụ cả 100 triệu này không phải là một con số nhỏ. Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật từ các đầu báo uy tín, các điều khoản đã được giải phóng và con số mà Man City bỏ ra chính xác là 90 triệu euro. Đáng chú ý trong số đó sẽ không bao gồm bất cứ một khoản phát sinh nào, nghĩa là Man City sẽ chi tiền một lần là xong, hoàn toàn không liên quan gì tới đội bóng nước Đức nữa. Mặc dù chưa có thông tin phát hành chính thức từ câu lạc bộ, tuy nhiên lần này gần như thương vụ sẽ chắc chắn thành công và sớm thôi hình ảnh Gvardiol sẽ xuất hiện trên trang chủ của đội bóng một vài ngày tới đây. Theo Fabrizio Romano, đôi bên đang đi đến những điều khoản cuối cùng và hợp đồng sẽ được ký kết vào cuối tuần này. Đồng thời Gvardiol sẽ có mặt từ thứ 6 để tiến hành cuộc kiểm tra y tế. Thông tin trên càng được củng cố khi trung vệ người Croatia đã không có mặt trong danh sách chuẩn bị cho hai trận giao hữu tới của Leipzig và theo tờ Bild, Josko sẽ chỉ xuất hiện với tư cách của một khán giả. Sự cố gắng trong các cuộc đàm phán của Man City đã được đền đáp, họ không mua một cách bất chấp mà The Citizen đã cò cưa thành công để tiết kiệm được cho mình cỡ khoảng 10 triệu euro. Kể cả là người ngoài cuộc, ta cũng phải dành lời khen cho màn ép giá cực ngọt này của nhà đương kim vô địch Champions League. Thực ra là với con số 86 triệu bảng mà phía Leipzig đưa ra ban đầu thì đó vẫn sẽ là một món hời, nhất là khi so sánh với mức giá hơn 100 triệu của Gvardiol thời điểm trong và sau kỳ World Cup vừa qua. Một phần là độ hot của hậu vệ người Croatia đã ít nhiều hạ nhiệt sau khoảng thời gian trở về cấp độ câu lạc bộ thi đấu. Và có khi các fan của nửa xanh thành Manchester cũng nên gửi lời cảm ơn tới Messi, con số mà Leipzig đưa ra ban đầu đáng lẽ đã là 150 chứ không phải 100 triệu. Hãy cảm ơn vì hành động định giá lại hậu vệ này mà Leo đã thực hiện ở cuộc gặp đáng nhớ của cả hai. 90 triệu euro, con số kỷ lục này sẽ đưa Gvardiol trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử. Kỷ lục hiện tại thuộc về trung vệ Harry Maguire trị giá 87 triệu euro khi tuyển thủ Anh gia nhập Manchester United từ Leicester vào năm 2019. Tuy nhiên, nếu xét trên hệ quy chiếu bảng Anh thì kỷ lục đó vẫn thuộc về trung vệ của Manchester United với giá trị của Josko lúc này chỉ là 78 triệu bảng, trong khi Maguire khi ấy có giá lên tới hơn 80 triệu. Đương nhiên, nhiều người sẽ có những so sánh giữa hai cái tên kể trên. Ta chưa thể biết được ai sẽ hay hơn, nhất là khi Gvardiol còn chưa ra sân và cũng thật khó để đưa ra những đánh giá kiểu như vậy. Nhưng tựu chung lại những gì Josko Gvardiol đã thể hiện trước đó, phải thừa nhận rằng con số 90 triệu euro là hoàn toàn xứng đáng với anh chàng. Trở lại với đội bóng của Pep Guardiola, ngoài việc chiêu mộ Matteo Kovacic nhằm lấp vào khoảng trống mà Gundogan để lại, thì gần như Manchester City chưa có thêm ý định nào trong việc bổ sung tuyến trên, và có vẻ ưu tiên của Pep vẫn sẽ thỏa mãn sở thích chiêu mộ các hậu vệ của mình. Nhìn vào bộ khung phòng ngự hiện tại trong tay của Pep, nhiều người hâm mộ cho rằng có hay không có sự xuất hiện của Gvardiol thì Man City vẫn mạnh. Vâng, điều đó phần nào vẫn đúng, nhưng hãy nhìn rộng ra một chút. Với bộ não thiên tài của Pep, ta làm sao đoán được vị chiến lược gia sẽ biến hình đội bóng của ông như thế nào. Ở tình thế hiện tại, khả năng cao họ sẽ chia tay với Laporte khi ấy. Trong tay chiến lược gia người Tây Ban Nha còn Akanji, Ake, Diaz và John Stone, trên danh nghĩa là chơi ở vị trí trung vệ. Tuy nhiên, từ mùa giải trước, Stone đã được quy hoạch ở một vị trí trên hàng tiền vệ và bởi phát kiến ấy thành công ngoài sức mong đợi, nên gần như chắc chắn rằng Guardiola sẽ tiếp tục sử dụng Stone kiểu như vậy ở mùa giải tới đây, vì thế ta sẽ tạm thời bỏ qua Stone ra khỏi danh sách kể trên. Chưa hết, cả Akanji và Ake đều đã được xếp chơi lệch biên ở mùa trước và cũng chẳng thể loại bỏ khả năng Pep sẽ tiếp tục làm điều đó mùa giải tới đây. Chốt lại, chúng ta chỉ còn mỗi Diaz ở vị trí trung tâm. Dễ hiểu vì sao Pep lại quyết tâm tới vậy với Gvardiol. Bên cạnh việc có sự bổ sung trung vệ chơi cạnh Diaz, thì sự có mặt của trung vệ này phần nào đó cho Pep thêm những sự lựa chọn ở hai biên như mình đã nói ở trên là trường hợp Akanji và Ake. Việc này có ý nghĩa hết sức quan trọng bởi đội bóng nước Anh chưa chắc sẽ giữ lại João Cancelo, trong khi tương lai của Kyle Walker thì vẫn đang bỏ ngỏ. Không chỉ là kế hoạch ở hiện tại mà với The Citizen, đó còn cả một chặng đường dài với hậu vệ người Croatia. Gvardiol sinh năm 2002, nghĩa là năm nay anh mới chỉ 21 tuổi. Có thể nói Gvardiol chính là một phần quan trọng trong quá trình phát triển của đội bóng trong tương lai bên cạnh những Julian Alvarez, Erling Haaland hay Phil Foden. Sẽ thật tuyệt với Manchester City và toàn bộ người hâm mộ của họ nếu Gvardiol sẽ là một phần của đội bóng trong mùa giải tới đây. Man City sẽ có bắt đầu mùa giải vào Chủ nhật tuần này bằng cuộc chạm trán với Arsenal ở trận tranh siêu cúp Anh. Và còn gì tuyệt vời hơn nếu họ chuẩn bị trận chung kết đó bằng sự chào đón hân hoan với tân binh Josko Gvardiol. Guardiola, Gvardiol nghe cũng hợp đó chứ nhỉ?